Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại buổi học số 2 ngày hôm nay cùng với chị Hiên. Không biết là bây giờ thì các bạn đã có mặt ở trong buổi học ngày hôm nay chưa? Thế nhưng mà hiện tại thì chị Hiên đã đang có mặt ở đây rồi đấy. Vậy nên nếu như chúng mình đã có mặt ở trong ngày hôm nay rồi thì các bạn hãy cùng gửi lời chào tới chị nhé, được không ạ? Các bạn ơi, các bạn đã có mặt ở ngày hôm nay chưa nào? Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Như chị có hẹn cùng với các bạn thì ngày hôm nay cái nội dung mà chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu đó chính là Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Vậy nên nếu như bây giờ các bạn đã có thể có mặt ở đây thì hãy cùng gửi lời chào tới chị để chị biết rằng là chúng mình đã đang có mặt ở đây cùng với chị Hiên để có thể tham gia vào buổi học ngày hôm nay với một cái tác phẩm mà chị tin nó đã trở thành cái trọng tâm đối với các bạn, đúng không ạ? Chị tin là năm nay có rất nhiều bạn đang ôn tác phẩm này. Và chị cũng cực kỳ hy vọng là nếu như mà các bạn đang ôn tác phẩm này thì các bạn có thể có được những cái kiến thức thật là bổ ích, thật là thiết thực về tác phẩm này chúng mình nhá. Và chị nghĩ là ngày hôm nay sẽ có một cái rất là hay để các bạn có thể học được. Đó chính là chúng ta sẽ có cách để chúng mình sẽ gọi là gì ạ? Cùng với nhau tìm hiểu về những cái nội dung kiến thức mà chúng ta đang có ở đây, được không ạ? Chúng ta sẽ biết cách để học về sông Đà. Chúng mình ơi, nội dung kiến thức của buổi số 2 này thì sau khi phần phát trực tiếp kết thúc, chị sẽ ẩn đi nha. Ngày hôm qua buổi 1 chị đã để lại cho các bạn rồi. Còn từ buổi số 2 thì chúng mình sẽ ẩn nội dung kiến thức đi nhá. Chúng ta sẽ ẩn buổi học đi để có thể là các bạn cũng sẽ cố gắng là thu xếp thời gian tham gia. Chúng ta thấy rằng là đây là một cái chiến dịch. Và lúc nào cũng thế, trong bất cứ chiến dịch nào thì chị cũng mong muốn duy nhất một điều thôi. Đó chính là các bạn sẽ tập trung. Các em sẽ tập trung, đúng không ạ? Thế nên là rất là hy vọng là các bạn cũng sẽ chủ động là dành thời gian để chúng mình có thể tập trung nhá. Để chúng mình có thể tập trung cùng với nhau ôn tập trong những cái buổi mà chúng ta đang gọi là cùng với nhau học như thế này. Được không ạ? Rồi ok, các bạn ơi, các bạn có thể tham gia cùng với chị Hiên nha. Chúng mình có thể tham gia cùng với chị nhé. Và chị rất hy vọng rằng là các bạn đều đã đang có mặt ở đây rồi, được không ạ? Các bạn ơi, các bạn đã có mặt ở đây chưa ạ? Chúng ta sẽ đợi thêm một chút xíu. Chúng mình sẽ cùng đợi khoảng tầm 2 phút đi nhỉ, được không ạ? Chúng mình sẽ đợi khoảng 2 phút nhé. Để các bạn đều đã có mặt ở đây thì chúng mình sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay với nhau, được chưa nào? Các em ơi, các em đã có mặt ở đây chưa ạ? Chúng mình đã có mặt ở đây chưa? Hãy cùng gửi lời chào tới chị nhé. Rồi, rồi ok, nhất trí. Các bạn đều đã có mặt ở đây rồi đúng không nào? Các bạn thân mến, như chị đã nói thì nội dung kiến thức ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Và các bạn ơi, bao giờ cũng thế, phần 1 la mã của chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu chung nhé. Được không ạ? Một la mã tìm hiểu chung, được không? Và ở trong cái phần 1 la mã này thì bao giờ chúng ta cũng sẽ đi tìm hiểu về một nhỏ tác giả, phải không ạ? Và hai nhỏ về tác phẩm. Ok chưa ạ? Rồi, đợi chị một chút để chị sẽ mở laptop lên để đọc được hết những cái bình luận của các bạn nhé. Rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua là không có đọc được hết tất cả những cái comment của các bạn. Thành ra là bị gọi là gì ạ? Thành ra là ngày hôm qua bị gọi là không có giải đáp cho các bạn được nhiều. Và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với nhau, chị sẽ để ý hơn tới những cái comment của các em. Để nếu như mà có những cái băn khoăn, bất cứ cái băn khoăn thắc mắc gì mà trong cái khả năng chị có thể giải đáp được cho các bạn thì chị cũng sẽ giải đáp cho chúng mình nhá. Ok ạ, các bạn ơi, đừng quên việc là hãy chuẩn bị vở ghi này, được không ạ? Đừng quên việc là hãy chuẩn bị vở ghi. Đừng quên việc là hãy ghi lại bài, bởi vì chị tin rằng đây sẽ là những cái phần kiến thức mà các bạn rất là cần đấy ạ. Ok không nào? Chúng mình ơi, các bạn đã có mặt ở đây chưa ạ? Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá. Và đương nhiên rồi, một trong những cái gọi là gì ạ? Một trong những cái người bạn không thể thiếu đối với chúng ta, đó chính là đây ạ, cái cuốn tiếp theo ở trong cái bộ học liệu Hoa Trạng Nguyên. Đó, vậy nên là gì ạ? Vậy nên là ở trong cái bộ học liệu Hoa Trạng Nguyên này, chúng ta sẽ cùng với nhau tiếp tục sử dụng cái bộ học liệu này nhé. Chúng mình sẽ cùng với nhau tiếp tục sử dụng cái bộ học liệu này trong buổi học ngày hôm nay để cùng với nhau ôn tập lại kiến thức nhá, để chúng ta có thể cùng với nhau ôn tập lại kiến thức về Người Lái Đò Sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Được không ạ? Hôm nay có hơn 100 đối thủ thôi à? Bởi vì các đối thủ chưa vào thôi em ạ. Đấy, thế nên là trên tinh thần là chúng mình cứ phải gọi là gì ạ? Trên cái tinh thần là chúng mình cứ phải tập trung hết sức có thể nhá. Bởi vì đối thủ có thể ập đến bất cứ lúc nào đấy. Rồi, ok, nhất trí. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau ôn tập lại về Người Lái Đò Sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân nhé. Các bạn ơi, trước tiên là về tác giả Nguyễn Tuân. Thế thì về một tác giả thì bao giờ các em cũng thấy là chúng ta có gì nhỉ? À, chúng ta có hai cái nội dung cần phải tìm hiểu. Và nếu như để nói về nhà văn Nguyễn Tuân thì chị nghĩ rằng là chúng ta có quá nhiều thứ. Đúng không ạ? Chúng ta có quá nhiều thứ để chúng ta nói về tác giả này. Thế nhưng mà chúng ta sẽ cùng với nhau đề cập tới những cái ý chính các em nhá. À, những cái ý chính ở đây được đề cập tới đó là gì ạ? Thứ nhất là về con người của ông ấy như thế nào. Đúng không ạ? Đặc biệt là về Nguyễn Tuân thì chúng ta cần phải tìm hiểu về cái khía cạnh con người. Bởi vì nó chi phối khá là lớn các bạn nhá. Bởi vì nó chi phối khá là lớn tới việc là tại sao Nguyễn Tuân lại viết như vậy. Hãy chú ý giúp chị nhá. Nó sẽ chi phối gọi là gì ạ? Bản thân con người của Nguyễn Tuân sẽ chi phối rất lớn tới việc tại sao mới lại viết như vậy. Bên cạnh đó thì về những cái nội dung liên quan tới sự nghiệp sáng tác thì chúng ta sẽ nhắc tới về quá trình sáng tác này. Cái này cũng rất quan trọng. Chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta sẽ lấy cái dấu mốc năm 1945 trở thành cái dấu mốc để chúng ta chú ý. Được không ạ? Chúng ta sẽ lấy cái dấu mốc năm 1945 bởi vì các bạn đều biết rằng năm 1945 là thời điểm mà Nguyễn Tuân đã có một cái cuộc lột xác kỳ diệu. Để rồi chúng ta thấy rằng cả một cái quá trình sáng tác chúng ta sẽ thấy được cái sự thống nhất của người nghệ sĩ này. Chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái đề tài mà Nguyễn Tuân thường viết này. Đúng không? Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái gì ạ? À, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái đề tài Nguyễn Tuân thường viết. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phong cách nghệ thuật độc đáo của người nghệ sĩ này. Được không ạ? Và để làm gì? Để chúng ta viết luận điểm số 1. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong cuốn này nhá. Bây giờ các bạn sẽ theo dõi vào đây. Các bạn sẽ có thể thấy là ở đây chúng ta có một cái phần giới thiệu hết sức là đầy đủ về Nguyễn Tuân. Ok chưa ạ? Đây là một cái phần giới thiệu hết sức đầy đủ về Nguyễn Tuân các em nhé. Các bạn sẽ nhìn thấy này. Thứ nhất là quê ở Hà Nội. Được không ạ? Và ông trưởng thành trong một gia đình nhà nho khi Hán học đã tàn. Như chị đã nói rằng là cái tính cách của Nguyễn Tuân là một trong số những cái nội dung mà chúng ta cần phải chú ý. Thế thì các bạn có thể thấy rằng là bản thân nhà văn Nguyễn Tuân ấy, ông ấy vô cùng yêu Việt Nam với những giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc. Ông ấy yêu tha thiết tiếng Việt. Được không ạ? Yêu những cái kiệt tác văn chương và những cái nhạc điệu hoặc là đài của các lối hát ca trù hoặc dân dã. Có nghĩa là ông ấy là một người cực kỳ yêu những cái nét đẹp của Việt Nam. Được không ạ? Và có lẽ cũng chính bởi vì như thế mà các bạn ơi, nhắc tới nhà văn Nguyễn Tuân, chúng ta sẽ nhắc tới với có một cái cụm từ á. Đó là cái gì hả các bạn? Đó chính là cụm từ cái đẹp. Đúng không ạ? Và có thể là chính bởi vì con người ông ấy như vậy mà ông ấy đã dành một cái tình yêu rất là lớn. Và ông ấy cũng đã cả cuộc đời của mình. Chúng ta nói rằng là gì ạ? Cả cuộc đời của Nguyễn Tuân đi săn tìm cái đẹp. Dù đó là cái giai đoạn trước năm 1945 hay sau năm 1945, thì một cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong cái quá trình sáng tác của nhà văn Nguyễn Tuân ấy, chúng ta vẫn được nhắc tới. Đó chính là gì? Đó chính là cái đẹp. Các bạn nhé, hãy chú ý giúp cho chị là như vậy. Ok chưa nào? Tiếp theo các bạn sẽ chú ý này. Ở Nguyễn Tuân thì cái ý thức cá nhân của ông phát triển rất cao. Và ông viết văn trước hết là để khẳng định cái cá tính độc đáo của mình. Ông đã tự gán cho mình một chứng bệnh gọi là chủ nghĩa xê dịch. Được không ạ? Và chúng ta thấy rằng là cũng chính bởi vì cái ý thức cá nhân phát triển cao như vậy, thế nên là cái lối sống tự do phóng túng của ông không phù hợp với chế độ thuộc địa. Vậy nên là chúng ta thấy rằng là bản thân nhà văn Nguyễn Tuân đã từng phải đi tù 2 lần. Được không ạ? Bởi vì là lần đầu tiên là phản đối những cái giáo viên Pháp nói xấu người Việt. Có nghĩa là ông ấy rất là bất mãn với cái thời cuộc ở trong thời điểm lúc bấy giờ. Và bởi vì lòng yêu nước được bộc lộ rất rõ ràng, cái tôi cá nhân, ý thức cá nhân phát triển rất cao, thế nên là ông ấy đã viết để khẳng định cái cá tính độc đáo của mình. Đúng không ạ? Thế nên chúng ta có thể thấy rằng là cũng có một cái dòng chảy xuyên suốt trước 45 và sau 45 của người nghệ sĩ này trong những cái tác phẩm mà Nguyễn Tuân đã viết. Đó chính là gì các bạn biết không? Đó là thể hiện một cái lòng yêu nước nồng nàn xuyên suốt trong các cái tác phẩm. Thì chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Ok chưa nào? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái nội dung tiếp theo này. Đó chính là về cái sự nghiệp sáng tác. Đây là cái nội dung thông tin quan trọng hơn. Được không ạ? Đây là nội dung thông tin quan trọng hơn nhá. Chúng ta sẽ thấy này. Cái này rất quan trọng. Quá trình sáng tác. Và chúng ta thấy rằng là ở trong cái quá trình sáng tác của nhà văn Nguyễn Tuân thì chị có vẽ cho các bạn một cái biểu đồ đấy. Các bạn có thấy không ạ? Chị có vẽ cho các bạn một cái biểu đồ đấy. Đúng không? Đó là lấy năm 1945 là mốc thì đây. Trước năm 1945 thì lúc bấy giờ là thời điểm trước cách mạng tháng 8 thì Nguyễn Tuân chủ yếu sáng tác ở 3 cái đề tài. Đó là chủ nghĩa xê dịch, đó là vẻ đẹp của một thời vang bóng và đó là về đời sống trụy lạc. Đó là cái thời điểm mà Nguyễn Tuân nói cho đúng thì đúng là bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi. Ông ấy vô cùng bất mãn với thời cuộc nhưng không biết làm cách nào để có thể bộc lộ được rõ những cái bất mãn đó. Không biết làm cách nào để có thể bộc lộ được rõ về cái tình yêu dành cho quê hương, cho tổ quốc của mình. Vậy nên Nguyễn Tuân ở trong giai đoạn này chỉ có thể tìm về với những cái vẻ đẹp của một thời vang bóng thôi. Được không ạ? Ông ấy chỉ có thể tìm về những vẻ đẹp của một thời vang bóng. Và chúng ta có thể thấy rằng là gì nhở? À, bản thân nhà văn Nguyễn Tuân nhá. Bản thân nhà văn Nguyễn Tuân, ông ấy vẫn luôn luôn thể hiện về một cái lòng yêu nước xuyên suốt. Và lúc bấy giờ thì ông ấy tìm về cái vẻ đẹp của một thời vang bóng, cũng là để khẳng định cho cái lòng yêu nước nồng nàn đó của chính mình. Được không ạ? Thế nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng sau năm 1945, rõ ràng là gì ạ? Rõ ràng là cách mạng tháng 8 đã trở thành một cái mốc, gọi là gì ạ? Một cái tấm bản lề lịch sử để tạo ra một cái cuộc lột xác kỳ diệu của người nghệ sĩ này. Bản thân nhà văn Nguyễn Tuân đã chân thành đem ngòi bút của mình phục vụ cho dân tộc, phục vụ cho chiến đấu. Đúng không ạ? Và chúng ta cũng thấy rằng là cái đề tài mà người nghệ sĩ này thường viết trong cái giai đoạn này, đó là ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi nhân dân lao động trong chiến đấu và sản xuất. Có nghĩa vẫn là cái đẹp nhé. Các bạn hãy chú ý giúp chị rằng là cái xuyên suốt ở đây vẫn là cái đẹp. Thế nhưng cái đẹp trước 45, được không ạ? Và cái đẹp sau 45. Thì cái đẹp trước 45 là cái đẹp của quá khứ một thời vang bóng. Còn cái đẹp sau 45 đó là cái đẹp của hiện tại. Các em nhá. Vậy nên chúng ta mới nói rằng là gì? Bản thân nhà văn Nguyễn Tuân đã có được một cái gì ạ? Đã có được một cái sự thay đổi ngoạn mục và đó là một cái quá trình để Nguyễn Tuân gì ạ? Hòa nhập lại cùng với cuộc đời. Viết về những cái điều đẹp đẽ ở cuộc đời chứ không phải là gì? Chứ không phải là đi truy tìm cái đẹp ở trong quá khứ nữa. Được không ạ? Không phải chạy trốn thực tại nữa. Được chưa nào? Các bạn hãy chú ý giúp chị nhá. Nói về phong cách nghệ thuật của người nghệ sĩ này thì thể loại sở trường này là tùy bút. Đúng không ạ? Nguyễn Tuân đi theo chủ nghĩa xê dịch. Cái đẹp là sợi dây xuyên suốt trong những sáng tác của ông. Ông là người có một cái vốn kiến thức rất là am tường. Và ông đã sử dụng cái vốn kiến thức liên ngành đa ngành ấy để tạo nên những cái so sánh liên tưởng độc đáo và thú vị. Và mỗi trang văn của Nguyễn Tuân thì đều thể hiện cái sự tài hoa uyên bác, độc đáo. Một cái giọng văn vừa đĩnh đạc, vừa cổ kính, vừa trẻ trung, vừa hiện đại. Và chúng ta thấy rằng là bản thân nhà văn Nguyễn Tuân là một cái tôi đầy độc đáo trong văn học. Lòng kiêu hãnh đã xui khiến ta chỉ chơi một lối độc tấu trong văn chương. Có lẽ cũng chính bởi vậy mà văn chương của Nguyễn Tuân là thứ văn chương không phải dành cho những người tầm thường, mà chúng ta sẽ cần phải dành cái gì ạ? Tìm hiểu từng chút một thì mới có thể cảm nhận được đầy đủ về cái hay, cái đẹp trong sáng tác của người nghệ sĩ này. Được không ạ? Và hãy nhớ nhá, Nguyễn Tuân là nhà văn của những cái tính cách phi thường, của những tình cảm cảm giác mãnh liệt, của phong cảnh tuyệt mỹ, của núi cao, vực sâu và thác dữ. Và bản thân nhà văn Nguyễn Tuân cũng có cái đóng góp không nhỏ cho cái sự phát triển của ngôn ngữ văn học Việt Nam. Được không ạ? Chúng ta thấy rằng đó là lý do vì sao chúng ta gọi Nguyễn Tuân là thầy phù thủy ngôn từ, là người luyện đan ngôn ngữ. Và bản thân ông ấy một cái phong cách gói gọn trong một cái chữ ngông vô cùng tài hoa, uyên bác, ngông nghênh, kiêu bạc, vô cùng sâu sắc và độc đáo. Rất nhiều những từ ngữ để chúng ta có thể nói về Nguyễn Tuân. Được không ạ? Các bạn hãy chú ý giúp chị nha, là buổi ngày hôm nay chị sẽ không lưu lại đâu ạ. Vậy nên thành ra là các bạn sẽ phải chủ động tập trung ở đây. Nếu như bạn nào mà mệt quá thì các bạn có thể đi ngủ nhá. Nhưng mà yên tâm là buổi học ngày hôm nay chúng mình sẽ không để lại đâu. Đó, nên là các bạn sẽ chú ý là nếu như các bạn đã tham gia ở đây rồi thì cố gắng thêm một chút nữa nhá. Các bạn cố gắng thêm một chút. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang phần 2 nhỏ. Đó là phần tác phẩm nhá. Phần tác giả chúng ta đã chia sẻ với nhau rất cụ thể rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 2 nhỏ. Đó là phần tác phẩm. Ok chưa ạ? Chúng ta cùng nhau chuyển sang phần 2 nhỏ. Đó là phần tác phẩm. Thì ở trong phần tác phẩm này các bạn sẽ nhớ giúp chị các năm 1958. Được không ạ? Và 1960. Đây là Sông Đà. Ok chưa nào? Nhớ nhá, 1958 và 1960, đây là hai cái mốc cực kỳ quan trọng khi nói về sự ra đời của tùy bút Người Lái Đò Sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Các bạn nha. Thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là đây ạ, được lấy cảm hứng từ cái chuyến đi thực tế năm 1958. Và tác phẩm này thì được in trong tập Tùy Bút Sông Đà, xuất bản năm 1900, hoàn thành năm 1960, gồm 15 bài tùy bút và một bài thơ ở dạng phác thảo. Và ở trong cái tài liệu này thì chị có đưa ra cho các bạn những cái từ khóa cần nhớ rồi. Đó là Sông Đà này, đó là năm 1960 này, chuyến đi thực tế năm 58 này, phong cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ này, và chất vàng 10 trong tâm hồn của con người này. Các bạn nhớ chưa ạ? Các bạn có thể học theo cái hệ thống từ khóa mà chị đã đưa ra ở đây, hoặc là một cái phần diễn giải rất chi tiết mà chúng ta có ở đây nhá. Ok chưa nào? Đồng ý không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái phần quan trọng nhất. Đó chính là nội dung chính của tác phẩm. Và ngày hôm nay cái nội dung mà chị Hiên sẽ lựa chọn cho các bạn, đó chính là nội dung về hình tượng con sông Đà. Các bạn nhá, sẽ là hình tượng con sông Đà nha. Ở đây ai cảm thấy sông Đà khó giơ tay chị Hiên xem được không? Ở đây bạn nào cảm thấy sông Đà khó giơ tay chị Hiên xem được không? Và chúng mình sẽ cùng với nhau có thể là chủ động dựa vào cái cuốn này để hệ thống lại cái kiến thức về sông Đà một cách thật là khoa học, để các bạn có thể từ đó các bạn sẽ nắm được nhá. Các bạn sẽ nắm được. Bạn nào cảm thấy sông Đà khó á? Các em ơi, các bạn đã đăng ký khóa học 10 ngày chưa? Chỉ có cái khóa học đấy là khóa học duy nhất ở thời điểm hiện tại mà sẽ được chị Hiên ôn tập lại toàn bộ kiến thức thật là chi tiết trước khi chúng mình thi đấy nhá. Và hiện tại vẫn đang còn ưu đãi rất lớn dành cho các bạn. Đó là vừa được tặng 12 cuốn này này, lại vừa được giảm về học phí này nhá. Thì các bạn có thể chủ động đăng ký ngay nhá. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm. Đây ạ, các bạn sẽ kẻ như thế này cho chị nhá. Hình tượng sông Đà. Các bạn làm giúp chị này. Đây là một cái hình tượng rất quan trọng trong gì ạ? Trong Người Lái Đò Sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân, đúng không? Các bạn sẽ kẻ giúp cho chị một cái bảng. Được không ạ? Chúng ta sẽ có như thế này. Đầu tiên đó là vẻ đẹp. Được không ạ? Đầu tiên sẽ là phần chưa đến vẻ đẹp vội. Trước tiên là chúng ta sẽ có một cái phần đó là giới thiệu chung. Được không ạ? Phần đầu tiên là giới thiệu về con sông Đà. Được chưa? Sau cái phần giới thiệu này thì chúng ta sẽ có đó chính là về gì ạ? Về vẻ đẹp của sông Đà. Thì chúng ta chia ra làm hai cái vẻ đẹp chính. Đúng không các em? Đó là vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo. Hùng vĩ, hung bạo. Được không ạ? Các bạn nhé, chúng ta sẽ chia ra thành vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo. Thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị này. Đó là vẻ đẹp, trong vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo này thì lại có các chi tiết gì các bạn nhớ không? Cái này có lẽ lại phải làm như thế này thì các bạn mới nhìn ra này. Khi mà chúng ta phân tích một cái hình tượng nhá. Ví dụ, khi chúng ta phân tích một cái hình tượng ở trong một cái tác phẩm ký, thì ký ở đây có thể là tùy bút, có thể là bút ký. Thì bao giờ chúng ta cũng phải viết những cái ý như thế này. Ý số 1, đó là chúng ta sẽ cần phải giới thiệu khái quát về hình tượng. Giới thiệu khái quát về hình tượng. Ok chưa ạ? Và cái ý số 2 chúng ta sẽ cần phải làm đó chính là chúng ta sẽ tiến hành làm gì các bạn? Chúng ta sẽ phải nêu ra vẻ đẹp hình tượng. Hiểu ý chị không ạ? Thì ở đây chúng ta thấy rằng, ví dụ đối với sông Đà, thì các bạn sẽ thấy là những cái vẻ đẹp, cái giới thiệu này mình sẽ làm sau nhé. Nhưng mà nói về cái vẻ đẹp ở đây, thì có phải các bạn thấy rằng là con sông Đà sẽ có hai cái vẻ đẹp, đó là hùng vĩ hung bạo và thơ mộng trữ tình không ạ? Các bạn ơi, khi mà các bạn học sông Đà thì chị nghĩ một trong những cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm, đó là chúng ta phải khiến cho cái nội dung kiến thức trở nên khoa học. Bởi vì nếu như các bạn không khiến cho nội dung kiến thức trở nên khoa học thì các bạn sẽ học ký cực kỳ khó. Đây là chị nói thật. Được không ạ? Nhá, các bạn sẽ học ký cực kỳ khó luôn. Đấy là gì ạ? Đấy là cái điều mà chị chia sẻ thật lòng với chúng mình nhá. Đấy là cái điều chị chia sẻ thật lòng với chúng mình đấy ạ. Đấy là chúng ta sẽ cần phải phải nắm được khoa học. Thì ở đây hùng vĩ hung bạo chúng ta sẽ có các ý chính là gì ạ? Số 1, đó là đoạn đầu tiên đấy, đá bờ sông dựng vách thành. Đúng không? Đá bờ sông dựng vách thành. Ý số 2, đó là gì? Là mặt gành hát lóng. Được không ạ? Mặt gành hát lóng. Ý số 3 là quãng tà mường vát với những cái hút nước. Các bạn ơi, cái này các bạn cứ theo đúng cái sườn trong sách giáo khoa là các bạn sẽ tìm ra các ý nhá. Được không ạ? Quãng tà mường vát với những cái hút nước. Ý số 4, đó là gì? Đó là thác nước. Và ý số 5, đó là trùng vi thạch trận với 3 trùng vi. Nhớ chưa? Thế còn thơ mộng trữ tình thì chúng ta sẽ làm theo cái sườn nào đây ạ? Đối với thơ mộng trữ tình thì chúng mình sẽ làm theo cái sườn nào đấy? Đối với thơ mộng trữ tình thì chúng ta sẽ triển khai theo sườn. Đó là số ý thứ nhất. Đó là nhìn ngắm con sông Đà từ trên cao xuống để thấy được vẻ đẹp thơ mộng trữ tình. Sau đó là nhìn ngắm khi từ trong rừng đi ra. Đó, từ trong rừng đi ra. Và sau đó cái ý số 3 ở đây, đó chính là gì ạ? Cái ý số 3 ở đây đó chính là chúng ta sẽ nhìn con sông này với một cái góc độ khám phá tiếp theo. Đó chính là gì? Đó chính là ngồi trên thuyền. Được không ạ? Đó chính là ngồi trên thuyền để nhìn ngắm hai bên bờ sông Đà. Nhá. Ok chưa ạ? Và ngắm mặt nước sông Đà. Thì đây sẽ là cái phần nội dung mà trước tiên các bạn sẽ cần phải làm rõ được cho chị. Tức là các em luôn luôn phải định hình được một cái sườn như thế này. Các bạn nhá. Các bạn sẽ luôn luôn phải định hình giúp cho chị Hiên được một cái sườn như thế này. Ok chưa nào? Thế sau khi mà các bạn đã định hình được một cái sườn về các cái ý mà chúng ta cần phải đảm bảo ở trong cái gì ạ? chúng ta sẽ cần phải đảm bảo trong cái đề thi, trong cái gì ạ? Trong cái cách mà chúng ta học về sông Đà. Đó, thì sau đấy các bạn sẽ làm gì? Sau đấy thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị. Đó là gì ạ? Đó là chúng ta sẽ bắt đầu làm rõ, và khi làm rõ thì các bạn nên chú ý giúp cho chị là chúng ta nên kẻ một cái bảng như thế này. Khi mà học về sông Đà, chị rất hay khuyên các bạn ấy là phải kẻ bảng. Và các em nên thiết lập kiến thức theo một cái sườn như thế này. Trước tiên nhá, ở đây chúng ta có là hình tượng sông Đà. Chị sẽ ghi lại ở đây, hình tượng sông Đà này. Hình tượng sông Đà. Đó. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ có các cái ý nhá, bởi vì cái quyển sổ của chị thì nó hơi nhỏ. Thế nên thành ra là chị sẽ cố gắng để viết được nhiều nhất có thể. Thì ở đây chúng ta sẽ có trước tiên là về phần giới thiệu về con sông Đà. Được không ạ? Thứ hai là về vẻ đẹp của con sông này. Thì chúng ta sẽ đến với cái vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo trước. Ok không? Vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo trước. Các em nhá, chúng ta sẽ đến với vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo trước. Một xíu nữa thì sẽ đến với cái vẻ đẹp thơ mộng trữ tình sau. Được chưa ạ? Thì ở trong cái phần giới thiệu về con sông Đà này, chị khuyến khích là các bạn nên chủ động tìm hiểu để chúng ta biết được về cái lai lịch. Được không ạ? Để chúng ta biết được về cái lai lịch, về cái nguồn gốc của con sông Đà. Và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cái ý nữa, ý này rất quan trọng, đó chính là đặc điểm riêng của con sông Đà. Thì các bạn thấy rằng là đối với cái đặc điểm riêng của con sông Đà ấy, thì các bạn sẽ tìm thấy ngay ở trong cái lời đề từ Trúng thủy giai đông tàu, Đà giang độc bắc lưu. Các bạn nhớ không ạ? Trúng thủy giai đông tàu, Đà giang độc bắc lưu. Có nghĩa là mọi con sông thì đều chảy theo hướng đông, duy chỉ có sông Đà là chảy theo hướng bắc. Và đây chính là cái đặc điểm riêng biệt của con sông này, để chúng ta thấy rằng đó là sông Đà, đúng không ạ? Là một cái hình tượng rất phù hợp với tạng văn tạng người của Nguyễn Tuân. Vì sao mình lại nói như thế? Bởi vì bản thân ông Nguyễn Tuân, ông ấy cũng là một cái con người rất là độc đáo, đúng không ạ? Và ông ấy đã lựa chọn, chúng ta thấy rằng là bản thân nhà văn Nguyễn Tuân, bên cạnh việc là nhà văn của núi cao, vực sâu, thác dữ, của những phong cảnh tuyệt mỹ, thì bản thân ông ấy cũng là một cái người rất là độc đáo. Thế nên thành ra chúng ta có thể thấy ở đây là gì ạ? Ông ấy lựa chọn sông Đà. Đây là một cái sự lựa chọn cực kỳ phù hợp với tạng văn tạng người của Nguyễn Tuân. Hãy nhớ nhá, trong cái phần đầu tiên giới thiệu về con sông Đà là các bạn phải nêu được cái ý đó. Còn về lai lịch thì các bạn có thể chủ động tìm hiểu thêm. Tức là các bạn có thể đọc trọn vẹn cái bài ký để chúng ta tìm được những cái thông tin khác. Ví dụ như sông Đà khai sinh ở huyện Cảnh Đông, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, lấy tên gọi ban đầu là Ly Tiên. Khi đi qua một vùng núi ác, xin nhập quốc tịch Việt Nam, trưởng thành mãi đến ngã ba Trung Hà rồi chan hòa vào dòng sông Hồng. Được không ạ? Và đặc điểm riêng đây được thể hiện rõ qua lời thơ của Nguyễn Quang Bích làm lời đề từ đấy. Trúng thủy giai đông tàu, Đà giang độc bắc lưu. Có nghĩa là mọi con sông đều đổ theo hướng đông, duy chỉ có sông Đà chảy theo hướng bắc. Và cái sự độc đáo này là một cái sự gì ạ? Cực kỳ phù hợp với tạng văn tạng người của Nguyễn Tuân. Đó cũng chính là lý do chúng ta nói rằng là gì ạ? Chúng ta nói rằng là gì? Một sông Đà, một Nguyễn Tuân, chính là như vậy đấy ạ. Được chưa nào? Ở đây chúng ta muốn đề cập đến đó là một cái sự độc đáo các bạn nhé. Các em ơi, những bạn nào mà đã có bộ ấn phẩm này rồi thì các bạn có thể lấy ngay ra để chị Hiên hướng dẫn cho chúng mình nhé. Để chị Hiên sẽ hướng dẫn cho chúng mình về cái cách để thiết lập và chúng ta có thể tự học cái phần kiến thức nền về sông Đà bằng cái cuốn này. Còn bạn nào mà chưa có, muốn sở hữu thì các bạn có thể đăng ký ngay khóa học 10 ngày để được tặng miễn phí 12 cuốn về 12 tác phẩm trong chương trình ngữ văn lớp 12 để chúng mình ôn tập kiến thức nền tích cực ở trong giai đoạn này trước khi mà chúng mình gặp nhau, gặp chị ở trong khóa học vào đầu tháng 6 nhá. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái vẻ đẹp hung bạo và trữ tình của con sông này. Trước tiên là về giới thiệu, các bạn đã nhớ chưa nào? Hai ý nhá, lai lịch và đặc điểm riêng. Ok chưa ạ? Lai lịch và đặc điểm riêng chị đã vừa đề cập với các bạn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đến với cái phần tiếp theo. đó chính là về vẻ đẹp của con sông này. Và vẻ đẹp đầu tiên, khía cạnh vẻ đẹp đầu tiên là hùng vĩ và hung bạo. Thì bây giờ các bạn sẽ kẻ một cái bảng như thế này cho chị nhá, được không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ kẻ một cái bảng cho chị ở đây, được chưa nào? Thì trong cái bảng mà chúng ta có, chúng ta sẽ có những cái nội dung như sau này. Các bạn chú ý giúp chị, chúng mình sẽ có những cái nội dung như sau. Thứ nhất, đó là ý, được không ạ? Thứ hai, đó là dẫn chứng, được không ạ? Và thứ ba, đó là gì ạ? Đó là bình luận, các bạn nhá. Đó, mà chị luôn luôn đánh giá rằng cái phần bình luận này là một cái phần rất là quan trọng. Đó, bởi vì sao? Bởi vì thường ấy thì các bạn sẽ chỉ dừng lại ở việc đó là các bạn nêu ra dẫn chứng thôi. Đó, hoặc là các bạn sẽ phân tích rất là sơ sài, chủ yếu là nêu ra dẫn chứng. Thường sẽ là như vậy ạ, chủ yếu là nêu ra dẫn chứng. Thế nên chị thì chị nghĩ rằng là nếu như bây giờ mà các bạn thiết lập được một cái bảng mà bao gồm các ý này, bao gồm dẫn chứng này, đó, được không ạ? Bao gồm các ý này, bao gồm dẫn chứng này, thì cộng thêm với đó là những cái phần bình luận này, thì các bạn sẽ học rất là đơn giản, đúng không ạ? Phải không ạ? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng thiết lập theo cái hướng này đối với cái vẻ đẹp đầu tiên của con sông Đà. Đó chính là một cái vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo, chúng mình nhá. Thì vừa rồi chị Hiên đã chia cho các bạn thành 5 ý rồi, các bạn nhớ không ạ? Trong vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo là chị Hiên chia cho các bạn thành 5 ý rồi. Cái ý số 1 của chúng ta là gì? Ý số 1 của chúng ta là gì nhỉ các bạn nhỉ? À, đó chính là cái sự hùng vĩ hung bạo này được thể hiện qua đá bờ sông dựng vách thành, đúng chưa? Đó, đây là ý số 1. Các bạn ơi, khi mà học Người Lái Đò Sông Đà ấy, thì các bạn đừng nghĩ rằng là chúng ta đang phải đi tìm hiểu về những cái kiến thức liên quan tới một cái dòng sông rất khô khan. Chị luôn luôn nói với các bạn rằng là hãy coi đây là một cái chuyến hành trình. Và các em hãy nghĩ rằng là đây là một cái chuyến hành trình để chúng ta được thực sự khám phá về một con sông được coi là biểu tượng của Tây Bắc. Rất là hiếm khi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi du lịch qua những trang viết của Nguyễn Tuân. Bởi vì thực sự là ông Nguyễn Tuân, ông ấy đã miêu tả rất chính xác. Ông ấy đã miêu tả rất là có tâm. Ông ấy đã miêu tả rất là đẹp về cái hình tượng con sông này. Và nếu như mà các bạn không tìm hiểu thì sẽ rất là uổng. Vậy nên chị rất mong là cái tâm thế các bạn đặt ra sẽ là một cái cuộc hành trình, các bạn nhá. Chị rất mong là cái mà các bạn đặt ra sẽ là một cái cuộc hành trình. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là qua cái cuộc hành trình về con sông Đà này, chúng ta sẽ đi qua các chặng số 1. Đó chính là chúng ta đi qua những cái quãng đá bờ sông dựng vách thành, đúng không ạ? Đá bờ sông dựng vách thành, đúng không? Chúng ta đi qua những cái quãng, đó chính là quãng mặt gành hát lóng, đúng không ạ? Mặt gành hát lóng, mặt gành hát lóng, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió đấy, đúng không? Chúng ta đi qua cái quãng Tà Mường Vát, được không ạ? Chúng ta đi qua quãng Tà Mường Vát với những cái xoáy nước, những cái hút nước chết người, đúng không ạ? Sau đó chúng ta đi đến với những cái thác nước, đúng không? Và ở những cái thác nước này chúng ta được chứng kiến một cái sự hung bạo của con sông Đà ở trong chính tâm địa. Một cái tâm địa rất là hiểm độc, và cụ thể là thông qua 3 cái trùng vi thạch trận, được không ạ? Thông qua 3 trùng vi thạch trận. Đó, thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy. Ở một cái hành trình đầu tiên khi nói về cái vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo, thì các bạn chỉ cần đơn thuần hiểu rằng là tôi sẽ đi tìm hiểu theo một cái sườn như thế này nhá. Tôi sẽ đi tìm hiểu theo một cái sườn như thế này, được chưa nào? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị Hiên nha. Chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị Hiên là chúng ta sẽ đi theo cái sườn như vậy nhá. Ok chưa nào? Chúng mình sẽ chú ý giúp chị là chúng ta sẽ đi theo một cái sườn như vậy. Và bây giờ quay trở lại đây này, chúng mình sẽ cùng nhau thiết lập. Đó, bây giờ quay trở lại đây chúng mình sẽ cùng với nhau thiết lập nhá. Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị, đó là chúng ta sẽ có những cái dẫn chứng. Đầu tiên là đối với đá bờ sông. Thì các bạn sẽ thấy rằng là đối với đá bờ sông ấy, các bạn sẽ cần phải đọc đoạn số 1 để chúng ta tìm ra cái gì? Để chúng ta tìm ra những cái dẫn chứng đưa vào trong này. Thì cái dẫn chứng đầu tiên đối với đá bờ sông chúng ta sẽ có một cái cụm từ đó là gì ạ? Đó là đá bờ sông dựng vách thành. Đó, dẫn chứng đầu tiên nhá. Đá bờ sông dựng vách thành. Đá bờ sông dựng vách thành. Đó, dẫn chứng đầu tiên. Thế thì đối với cái dẫn chứng đầu tiên này, chúng ta sẽ có một cái phần đó là chúng ta bình luận. Thế thì các bạn sẽ thấy là cái phần bình luận này sẽ là cái phần chúng ta phải làm rõ cái nội dung kiến thức được trao đổi dựa vào phần dẫn chứng. Phải không các em? Thì các em sẽ chú ý giúp cho chị là bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái cụm từ dựng vách thành có nghĩa là như thế nào. Thế thì các bạn thấy rằng là với cái cụm từ, với một cái câu là đá bờ sông dựng vách thành, thì chúng ta hình dung ra được cái gì ạ? Chúng ta hình dung ra được cái hình dạng. Đúng không? Chúng ta hình dung ra được cái hình dạng. Đó là như thế nào đây ạ? À, đây ạ, đó chính là các bạn. Đấy, các bạn dựa vào cuốn này nhá. Đó là gì? Đó là độ cao của vách đá hai bên sông. Đó, đây chúng ta ghi ra. Thứ nhất, độ cao. Độ cao của vách đá hai bên sông. Độ cao của vách đá hai bên sông. Và gì ạ? Chúng ta cũng đồng thời thấy được cái gì đây? Chúng ta cũng đồng thời thấy được rằng là gì ạ? Đây là một cái địa hình rất là hiểm trở. Đó, ví dụ thế. Được chưa ạ? Sau đấy chúng ta tiếp tục có thêm một cái dẫn chứng nữa. Đó là mặt sông chỗ ấy chỉ đúng lúc ngọ mới có mặt trời. Đó, mặt sông. Mặt sông lúc ấy. Mặt sông lúc ấy chỉ đúng lúc ngọ. Gì ạ? À, chỉ đúng lúc ngọ. Chỉ đúng ngọ mới có mặt trời. Đó, một cái câu tiếp theo, một cái dẫn chứng tiếp theo. Và chúng ta thấy rằng là đối với cái dẫn chứng này, nếu như chúng mình tiến hành bàn luận thì chúng ta sẽ phải giải thích một chút xíu. Đúng không ạ? Đúng lúc ngọ có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là lúc 12 giờ trưa, khi mà mặt trời lên thiên đỉnh. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải làm rõ, chúng ta sẽ phải giải thích như thế. Vẫn đang nói về hình dạng thôi. Đây là lúc mặt trời chiếu vuông góc. Đúng không ạ? Ánh nắng mặt trời chiếu vuông góc với cả mặt đất thì lúc đó mới le lói được một chút tia nắng ở đây. Vậy thì chúng ta hình dung ra được cái gì? Chúng ta hình dung ra được cái lạnh lẽo và âm u của những khúc sông hẹp. Lạnh lẽo, âm u của những khúc sông hẹp. Được không ạ? Và chúng ta thấy rằng là với hai cái chi tiết như thế này, đó là đá bờ sông dựng vách thành, mặt sông lúc ấy chỉ đúng lúc ngọ mới có mặt trời, chúng ta thấy được một cái địa hình rất là hiểm trở. Đúng không ạ? Và tạo ra một cái khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và choáng ngợp ở đây. Ví dụ là như vậy. Được không ạ? Và chúng ta thấy rằng là bên cạnh đó thì còn có một cái so sánh liên tưởng rất hay được sử dụng, đó là gì? Vách đá thành chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu. Đúng không? Cứ từng ý như vậy nhá. Vách đá thành. Vách đá thành. Chẹt lòng sông Đà. Chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu. Được không ạ? Chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu. Ok chưa nào? Vách đá thành chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu. Thế thì chúng ta cũng sẽ có được một cái phần bình luận ở đây. Đó chính là đối với cái ý này thì chúng ta thấy là gì ạ? À, ở đây có một cái sự so sánh. Đúng không? Một cái so sánh liên tưởng rất là thú vị. Đó là so sánh cái gì? So sánh những cái quãng sông hẹp ở sông Đà với một cái bộ phận nhỏ hẹp ở cổ họng của con người. Đúng không ạ? Và cái điều đó khiến cho chúng ta hình dung ra là con sông Đà bây giờ dường như đang mang trong mình một cái hình dạng. Đó là đang mở một cái chiếc miệng rất là lớn của một cái loài thủy quái. Và những cái con thuyền khi mà lao vào miệng của loài thủy quái đó thì rất có thể sẽ gặp cái yết hầu, là một cái bộ phận cực kỳ là nhỏ hẹp. Đúng không ạ? Và nếu không cẩn thận thì con sông Đà sẽ gì ạ, sẽ ngay lập tức ăn chết cái con thuyền đó. Và cái không cẩn thận thì cái con thuyền đó sẽ bị kẹt lại ở những cái quãng sông hẹp này. Thế thì chúng ta cũng có thể đưa ra một cái phần bình luận ở đây, đó chính là gì ạ? Đó chính là một cái cách miêu tả rất chính xác, sinh động để tô đậm cảm giác của con người trước quãng sông nhỏ hẹp. Được không nào? Và sau cái ý đó thì chúng ta thấy có một cái ý nữa, đó là Nguyễn Tuân sử dụng liên tiếp hai cái hình ảnh là đứng bên bờ nhẹ tay ném hòn đá sang bên kia vách, và có quãng con nai con hổ có lần đã vọt từ bờ bên này sang bờ bên kia, để nhấn mạnh vào cái gì ạ? Để nhấn mạnh vào cái độ hẹp nhá. Ở những cái quãng sông này, và không cẩn thận thì con thuyền sẽ bị kẹt lại giữa những quãng sông đó, rất là nguy hiểm. Đó, thì chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị Hiên nha. Vậy là chúng ta thấy đối với cái đoạn đầu tiên này, cái đoạn đây là đoạn số 1, là cái đoạn nói về vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo của con sông Đà, thì chúng mình sẽ có ở đây đó chính là gì ạ? Chúng ta sẽ có ở đây những cái dẫn chứng là 1, dẫn chứng 2, dẫn chứng 3, dẫn chứng và 4 dẫn chứng. Ở đây cái dẫn chứng là ném nhẹ tay sang bờ bên này sang bờ bên kia. Và cái thứ hai đó chính là cái gì đây? Đó chính là cái hình ảnh con nai con hổ nhảy vọt sang đấy. Được không ạ? Thì tất cả những cái ý này là để tô đậm vào cái gì? Để tô đậm vào cái hình dạng, tức là cái mà chúng ta nhìn thấy. Các bạn hãy nhớ nhá, tất cả những cái dẫn chứng đó là nhấn mạnh và tô đậm để chúng ta hình dung ra được hình dạng. Thế nhưng ở trong cái đoạn văn này, các bạn cũng không thể quên đi một cái ý cuối cùng. Đó là một cái ý mà Nguyễn Tuân đã đưa ra một cái liên tưởng so sánh cực kỳ là độc đáo. Đó là gì ạ? Đó là cái hình ảnh so sánh, một cái so sánh liên tưởng độc đáo là ngồi trong cái khoang đò qua quãng ấy, đang mùa hè mà cũng cảm thấy lạnh. Đây ạ, cái đoạn đó đấy. Thì chúng ta thấy được rằng là cái đoạn này là cho chúng ta được về cái gì đấy? Cho chúng ta về cái cảm giác. Các bạn nhé, cái cảm giác ạ. Và chúng ta thấy rằng là Thứ nhất là chúng ta thấy rằng là cái cảm giác khi đi qua đây, đang mùa hè mà cũng cảm thấy lạnh, để cho chúng ta thấy được một cái sự âm u, một cái sự rợn ngợp của cái khúc sông này. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn thấy rằng là gì ạ? Một cái liên tưởng vô cùng độc đáo để đưa cái cảm giác về nơi thiên nhiên hoang sơ, trở về một cái cảm giác rất là gần với con người. Đó là một cái cảm giác ở đời sống thị thành. Đúng không ạ? Với một khoảnh khắc của đời sống hiện tại giữa chốn thị thành. Và những cái điều mà Nguyễn Tuân đã làm được ở trong cái liên tưởng so sánh độc đáo này, đó chính là tạo ra một cái sự lạnh lẽo đến rợn người. Và chúng ta có những cái phần bình luận là gì ạ? Đây là những cái so sánh liên tưởng vừa chính xác, vừa tinh tế, vừa bất ngờ, vừa lạ lẫm. Và từ cái kho liên tưởng ấn tượng của mình thì nhà văn đã tạo ra những cái hình ảnh gây chấn động trong tưởng tượng và cảm xúc của mỗi người đọc. Và qua cái đoạn số 01 nói về gì ạ? Nói về cái sự hùng vĩ, hung bạo của con sông này ở những cái quãng đá bờ sông dựng vách thành, thì chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Chúng ta đã thấy Nguyễn Tuân làm được rất là rõ cái điều đó, ít nhất là trong cái đoạn đầu tiên này. Các em ơi, các bạn có hiểu cái cách làm không? Các bạn có hiểu cách triển khai không? Vậy thì cái khó ở đây á, không phải là dẫn chứng, mà cái khó ở đây là cái phần bình luận cho dẫn chứng đó là như thế nào. Hôm nào chúng mình gặp nhau trong khóa học 10 ngày, chị Hiên sẽ cho các bạn xem một số những cái video clip về sông Đà. Ở mỗi cái liên tưởng thì chị cũng sẽ giúp cho các bạn hình dung ra rõ hơn nhé. Được không ạ? Cái điều quan trọng nhất chị nghĩ rằng là chúng ta cần phải thiết lập được khoa học cái bảng này. Nếu các bạn có thể thiết lập được khoa học cái bảng này thì cái việc học sông Đà và học sông Hương với các em là vô cùng đơn giản luôn ạ. Chị nghĩ là như thế, là vô cùng đơn giản. Chúng mình ơi, chúng mình có hiểu không ạ? Các bạn có hiểu những gì chị đang trao đổi ở đây không ạ? Và các bạn ơi, hiện tại thì chị vẫn đang để một cái mức học phí ưu đãi dành cho các bạn ở trong lớp học của chúng mình. Đó chính là 799.000 cho 12 buổi học các bạn nhé. Mỗi buổi học thì kéo dài từ 3 tới 5 tiếng cơ. Và chúng ta sẽ ôn tập lại toàn bộ kiến thức. Thế nên là nếu như bạn nào quan tâm để gì ạ? Các bạn quan tâm thì các bạn có thể chủ động đăng ký để chúng ta nhận được miễn phí 12 cái cuốn mà chị Hiên đang dùng ở đây, để chúng mình chủ động gì ạ? Để chúng ta có thể chủ động học trước nhá, và ghi nhớ kiến thức trước nhá. Ok không ạ? Thì đấy là cái nội dung đầu tiên, đó là cái vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo được thể hiện qua đá bờ sông dựng vách thành. Được không ạ? Thế thì sau khi mà cái đầu tiên chúng ta đã hoàn thành và các bạn đã nắm được về cái cách chúng ta sẽ triển khai rồi, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có cái gì ạ? Có cái ý số 2. Và ý số 2 ở đây đó chính là vẫn là vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo nhé. Thế nhưng mà cái vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo này lại được thể hiện qua nơi mặt gành hát lóng. Được chưa ạ? Đá bờ sông dựng vách thành và bây giờ là mặt gành hát lóng các em nhá. Chúng ta có một cái phần dẫn chứng như sau. Đó, các bạn ghi vào luôn nha. Dẫn chứng này: mặt gành hát lóng dài hàng cây số, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn luồng gió gùn ghè suốt năm, như lúc nào cũng đòi nợ suýt bất cứ người lái đò nào tóm được đi ngang qua đây. À, ok chưa ạ? Vậy thì các bạn ơi, bình luận này. Đó, các bạn có thể chủ động gọi là gì ạ? Triển khai lại thành bảng nhé. Ở đây là chị đang gọi là triển khai nhanh để dựa vào cái phần tài liệu chúng ta có ở đây. Thì các bạn có thể giúp chị là chủ động chúng ta sẽ chuyển thành bảng, giống như cái cấu trúc bảng mà chị vừa nêu ra với các em á nhá. Giống như cấu trúc bảng mà chị vừa nêu ra với các bạn á, thì chúng ta sẽ nhận xét này. Hãy chú ý giúp cho chị nhá. Đó chính là khi mà nhận xét về kể cả là ở trong tùy bút hay trong bút ký, thì các bạn cũng cần phải để ý giúp cho chị đến đó là các cái biện pháp tu từ được sử dụng là gì, các cái hình ảnh được nêu ra ở đây là gì, những cái từ ngữ sử dụng ra sao. Đấy, nó mang tới một cái giá trị về cái mặt cảm xúc, thể hiện tư tưởng cảm xúc của tác giả thế nào, và thể hiện cái tư tưởng cảm xúc của gì ạ, của chúng ta cảm thấy nó đẹp như thế nào, nó hay như thế nào. Đấy, thì đấy là cái mà chúng ta cũng cần phải để tâm. Chỉ cần các bạn trả lời được những cái câu hỏi đó thì cũng đồng nghĩa với việc là các bạn đã hoàn thành thật là tốt về cái phần bình luận của mình rồi đấy. Ok chưa nào? Thế thì bây giờ ở đây chúng mình sẽ có nha. Trước tiên là câu này sử dụng biện pháp nhân hóa. Đó, bình luận đấy ạ, đang bình luận đấy ạ. Khúc sông khiến cho khúc sông giống như một cái kẻ lưu manh, lúc nào cũng thích gây gổ, lúc nào cũng muốn đòi nợ suýt, tức là gì? Là đòi nợ người khác một cách vô cớ. Bên cạnh đó thì tác giả còn sử dụng thủ pháp điệp từ điệp ngữ, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, với những cái thanh chắc được gieo liên tiếp tạo một cái âm hưởng dữ dội với nhịp điệu khẩn trương dồn dập, như vừa xô vừa đẩy, vừa hợp sức với gió, với sóng, với đá, khiến cho cả gành sông như đang sôi lên giữa dòng. Các em ơi, thế bây giờ chị nói thật nhá, là nếu như các bạn có được cái phần bình luận này thì có phải là các bạn sẽ viết quá dễ không? Phải không ạ? Thay vì cái việc là các bạn chỉ có thể viết lại được cái câu mà Nguyễn Tuân đã viết rằng là nơi mặt gành hát lóng thì dài hàng cây số, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, kiểu như vậy, thì các bạn có thể gì ạ? Các bạn có thể ngay lập tức đưa ra được những cái phần bình luận mà đây là những cái phần bình luận cực kỳ sát, những cái phần bình luận cực kỳ chắc. Được không ạ? Dựa vào cái phần mà chị đang làm ở đây thôi, đúng không? Dựa vào cái phần mà chị cho các bạn đấy thôi. Ví dụ các bạn viết nhá. Các bạn bắt đầu viết này. Bên cạnh những quãng đá bờ sông dựng vách thành thì con sông Đà còn tiếp tục hiện lên với một cái vẻ hùng vĩ hung bạo qua mặt gành hát lóng, ở quãng mặt gành hát lóng. Được không ạ? Chấm. Khi miêu tả về quãng sông này, Nguyễn Tuân viết gì ạ? Dài hàng cây số, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn luồng gió gùn ghè suốt năm, như lúc nào cũng đòi nợ suýt bất cứ người lái đò nào tóm được đi ngang qua đấy. Đấy, bắt đầu mình trích dẫn chứng cho mình bắt đầu viết, đúng không ạ? Một câu văn rất dài đã được Nguyễn Tuân đưa vào trong trang văn của mình để miêu tả, để đặc tả về mặt gành hát lóng bằng việc sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa. Khúc sông ấy đã trở thành một kẻ lưu manh, lúc nào cũng thích gây gổ, lúc nào cũng muốn đòi nợ suýt, có nghĩa là muốn đòi nợ người khác một cách vô cớ. Nhà văn đã tinh tế sử dụng thủ pháp điệp từ điệp ngữ, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, với những thanh chắc được gieo liên tiếp tạo nên âm hưởng dữ dội với nhịp điệu khẩn trương dồn dập, như vừa xô, vừa đẩy, vừa hợp sức với gió, với sóng, với đá, khiến cho cả gành sông như đang sôi lên giữa dòng. Đặc sắc trong câu văn này là câu văn đang đi bằng những nhịp ngắn, bỗng duỗi dài ra theo lối tăng tiến, khiến cho những ảnh hưởng của sóng, của gió càng trở nên mãnh liệt. Và hình thái của dòng sông đã được nhà văn nén lại trong một thứ văn treo leo, gây chấn động mạnh vào thần kinh cảm thụ nghệ thuật của người đọc. Cả một gành sông dường như đang trào sôi dữ dội. Đây là quãng sông nguy hiểm, có thể gây có thể khiến cho bất cứ con thuyền nào khi đi ngang qua đây đều có thể bị đều có thể bị lật ngửa. Đó, kiểu như vậy. Thì các bạn ơi, ý chị muốn nói đây là gì? Là những cái phần bình luận dựa trên các cái dẫn chứng chúng ta được cung cấp ở trong những cái bài tùy bút, trong những cái bài ký là vô cùng quan trọng các em nhé. Và các em hoàn toàn có thể chủ động triển khai theo cái hướng mà chị đã đưa ra với các bạn ở đây. Đây ạ, đó, theo cái hướng như thế này. Đó là dẫn chứng, đó là bình luận và các cái ý ở bên này. Ok chưa ạ? Đồng ý không nào? Ok không nào? Các em ơi, được không ạ? Và tương tự như vậy thì chúng mình sẽ tìm hiểu tiếp về Quãng Tà Mường Vát, Thác Nước và Trùng Vi Thạch Trận. Ok chưa? Nhá. Và cứ triển khai như thế các bạn sẽ thấy nó cực kỳ dễ học. Mà nếu như đã nói đến mức như thế rồi mà vẫn cảm thấy khó học thì kiểu gì cũng phải gặp chị Hiên ở trong khóa học 10 ngày thôi. Đây là một cái lời khuyên hết sức chân thành nhá. Đây là một cái lời khuyên hết sức chân thành. Hiện tại thì chị đã ghim cái link đăng ký khóa học 10 ngày lên cho chúng mình rồi đấy. Các bạn có thể tham khảo để ngay lập tức nhận về nhá. Các bạn có thể ngay lập tức nhận về cái khóa học này nhá. Ok chưa nào? Đây, tiếp tục ở đây chúng ta có cái tiếp theo, đó chính là cái Quãng Tà Mường Vát đây nhá. Đây ạ. Đây, những cái hút nước chết người ở Quãng Tà Mường Vát là cái nội dung tiếp theo đây. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là ở đây là chị có xen lồng cả những cái phần bình luận và và cả những cái dẫn chứng được đưa vào đây. Thế thì đến với cái quãng sông đó là nơi Quãng Tà Mường Vát thì các bạn sẽ thấy là về hình thù nó giống như cái giếng bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu, đúng không ạ? Về hình thù, về âm thanh. Đó, và sau đó là nhận xét này. Ở đây về hình thù, về âm thanh là nêu ra các cái dẫn chứng này, bình luận này. Đó, với cách sử dụng từ tượng thanh, nhà văn Nguyễn Tuân đã dường như cho người đọc thấy được âm thanh của một loài thủy quái khổng lồ đang bị bóp cổ. Được không ạ? Sự chết chóc hiện ra khi nhà văn so sánh. Đây là dẫn chứng này, đúng không? Và chúng ta thấy được rằng là chúng ta có được một cái phần bình luận ở đây này. Sau đó là dẫn chứng này, với một cái liên tưởng so sánh rất độc đáo này. Được không ạ? Đấy, thì ở đây chúng ta có thể thấy là tất cả những cái phần này đều được thể hiện rất khoa học ở cái tài liệu này. Nếu như mà các bạn chưa quan tâm tới khóa học ngay thì các em có thể chủ động là chúng ta sẽ có thể là tham khảo cái bộ tài liệu này để chúng mình có thể tự học nhé. Nhưng mà chị thì chị vẫn khuyến khích là các bạn nên đăng ký khóa học. Bởi vì chị nghĩ là những cái điều mà các bạn sẽ nhận được ở trong khóa học không chỉ dừng lại ở cái phần nội dung kiến thức được cung cấp đâu. Mà có lẽ điều mà chị Hiên cảm thấy rất tự hào vì mình mang đến được cho các bạn, đó là các bạn thực sự được sống trong một cái cảm xúc. Ví dụ như trong bài này, các bạn sẽ thực sự được chìm đắm vào dòng sông Đà. Và các em sẽ ngay lập tức kiểm soát được nó, nắm được những cái thông tin và nội dung về nó luôn. Đương nhiên là sẽ là một cái tiến trình để chúng mình cần phải cùng với nhau tìm hiểu. Nhưng chị nghĩ rằng là cái cảm xúc để học nó rất là quan trọng các bạn nhé. Tương tự như vậy thì với phần hướng dẫn đó, các bạn sẽ chủ động học về Quãng Tà Mường Vát, về Thác Nước, về Trùng Vi Thạch Trận. Và chúng ta cũng sẽ thiết lập những cái dẫn chứng cũng như là phần phân tích về vẻ đẹp, thơ mộng trữ tình của con sông Đà thông qua những cái khía cạnh mà chị đã vạch ra cho chúng mình nhá. Đó là nhìn từ trên cao, từ trong rừng đi ra và ngồi trên thuyền để ngắm hai bờ con sông Đà nhá. Ok chưa ạ? Bởi vì đây là một cái bài rất là dài. Thế nên thành ra là cái mục đích chính trong cái buổi học ngày hôm nay là chị muốn hướng dẫn cho các bạn cái cách học để các bạn chủ động tìm hiểu. Còn lại về tất cả những cái nội dung kiến thức để chi tiết hơn ấy, thì chúng mình phải cần nhiều thời gian hơn nữa. Và cái này thì chị Hiên sẽ hẹn các bạn ở trong khóa học 10 ngày nhá. Và ngày mai thì chúng mình sẽ cùng với nhau tiếp tục tìm hiểu về một cái tác phẩm nữa, đó là Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Và trọng tâm kiến thức chị sẽ cùng tìm hiểu với các bạn, đó là về nhân vật Tràng, với những cái diễn biến tâm lý, cụ thể là những cái diễn biến tâm lý theo các 4 chặng. Đó là 2 lần gặp gỡ, trên đường về nhà, về đến nhà và buổi sáng hôm sau nha. Còn ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tạm thời dừng lại tại đây nhá. Cũng đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Và các bạn nếu như quan tâm tới khóa học để chúng mình học được toàn bộ về sông Đà thì các em đăng ký theo link chị đã ghim, hoặc là nhắn tin cho chị, hoặc là nhắn tin về cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên nhá. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn vì đã học rất chăm chỉ và chúng mình sẽ hẹn gặp nhau ở trong buổi học tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các em nhé.